Sau nhiều phiên tòa bị hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bản án đối với 3 bị cáo Hồ Thị Nga, Trần Đình Chiến, Đặng Thị Tình cùng trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 17 tỷ đồng của người dân trên địa bàn. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2009 đến tháng 10 năm 2016, bị cáo Nga cấu kết với bị cáo Tình, nguyên là cán bộ quản lý đô thị huyện Hòa Vang. Các bị cáo tự đưa ra các thông tin gian dối là có khả năng xin cho bị can được hưởng những tình tiết giảm nhẹ hình phạt và xin được bố trí tái định cư cùng các thủ tục liên quan đến nhà đất để lừa đảo trót lọt 32 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Bị cáo Chiến, nguyên là công chứng viên, mặc dù đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động công chứng, nhưng vẫn cấu kết cùng bị cáo Nga để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 700 triệu đồng. Tại phiên xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Thị Nga 15 năm tù, Trần Đình Chiến 7 năm tù, Đặng Thị Tình 3 năm tù, đồng thời kê biên toàn bộ tài sản của các bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án.